Trung Quốc xây siêu đập lơ lửng 3.000m trên mây khiến thế giới kinh ngạc, cao gấp đôi tháp Eiffel. Đập Lưỡng Hà Khẩu là một trong số những công trình khẳng định khả năng vượt bậc của Trung Quốc trong kỹ thuật xây đập thủy điện. Nằm ở độ cao trung bình 3.000m so với mực nước biển, đập Lưỡng Hà Khẩu là công trình thủy điện có đập đất đá cao nhất Trung Quốc. Tổng khối lượng đất đá để lấp đầy đập Lưỡng Hà Khẩu là 43 triệu mét khối. Dốc bên bờ trái của đập cao 684m, cao gấp đôi tháp Eiffel và vượt tòa nhà cao nhất Trung Quốc tới 50m. Lưỡng Hà Khẩu cũng có siêu hồ chứa lớn nhất tỉnh Tứ Xuyên với tổng dung tích là 10,8 tỷ mét khối. Ngoài việc tăng cường sản xuất điện, công trình thủy điện này sẽ giúp giảm tiêu thụ 13,3 triệu tấn than và giảm 21,3 triệu tấn CO2 thải ra môi trường. Đập thủy điện bắt đầu thi công vào tháng 10 năm 2014 và hoàn thành chỉ sau 8 năm. Theo thông tin từ dự án, vốn đầu tư được phê duyệt là khoảng 66,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9 tỷ USD. Vì nằm ở độ cao 3.000m, hàm lượng oxy chỉ bằng 69% so với vùng đồng bằng và nhiệt độ vào mùa đông là gần âm 16 độ C. Những điều kiện tự nhiên này tạo ra thách thức lớn cho quá trình xây dựng nhà máy thủy điện khổng lồ này.